tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Nha Trang năm 2022. Thay vì tìm kiếm việc làm với nhiều cơ hội rộng mở, thanh niên Dobryong ở Bung Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Là thanh niên trẻ người dân tộc thiểu số, Dobryong đã nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với Tổ quốc khi tình nguyện nhập ngũ để làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Đối với gia đình, bố mẹ cũng rất vui việc còn nhập ngũ, là học tập mà về là quân đội để phục vụ nhân dân đồng bào mình. Ngày giờ được chào đẹp, nên là con ngoan, biết cơ sở là tốt đẹp. Đối với là người xung quanh, người gia đình mình. Còn đối với Nguyễn Đức Cảnh, ở thôn Hưng Phú, xã Gia Đờ Siêm, thì ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, em đã mong muốn sau này mình trở thành một quân nhân để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình có ba chị em, Cảnh là con trai duy nhất và út trong gia đình. Với mong muốn trên, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng như nhiều bạn cùng trang lứa, em lại tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Lý do của em khi viết đơn xin nhập ngũ là trước khi vẫn ngồi trong ghế nhà trường ấy, là em đã có ước mơ, đã có nguyện vọng là đi tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng một phần công lao cho đất nước. Nên là sau khi thi xong thì em viết giấy để xin đi nghĩa vụ quân sự. Và đấy là nguyện vọng, ước mơ của em. Khát khao được khoác lên mình bộ quân phục của người lính Cụ Hồ để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là động lực thôi thúc nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong bối cảnh của huyện Krông Pa còn nhiều khó khăn, số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa chiếm hơn 50%, thì tinh thần xung phong tình nguyện nhập ngũ của những thanh niên như Dobryong, Nguyễn Đức Cảnh là rất đáng quý và trân trọng. Về cái công tác thanh niên công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2023 thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái công tác tuyên truyền vận động của cái hệ thống chính trị, của hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường, các xã thị trấn trong năm 2023. Đặc biệt là có một số công dân là làm đơn tình nguyện được tham gia vào quân đội nhân dân Việt Nam. Như vậy thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái nhận thức của nhân dân, của cái hệ thống chính trị và cái nhận thức của công dân đối với cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng tốt hơn, đặc biệt là đối với địa phương huyện Krông Ba chúng ta. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ba, trong số 195 thanh niên của huyện sẽ nhập ngũ năm 2023, thì 81 thanh niên có trình độ cấp 3, 1 thanh niên có trình độ cao đẳng và 2 đại học, 3 thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Đây là kết quả về sự nỗ lực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trong huyện trong việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt nhất.